Số các quán ăn ở Penang đều mở cửa rất là trễ, nhưng mà đặc biệt quán roti mở cửa rất là sớm, hình như là từ 5 giờ đã mở cửa rồi. Các bạn có dịp đến Penang thì có thể ghé thử quán này để ăn. Mình có kêu một phần roti baka và một phần roti canai, với lại một phần là kari gà và một phần trà sữa. Nói chung á là đồ ăn khá là lạ miệng, béo béo mặn mặn. Các bạn có thể thử ha. Phần các quán mà mình đã ăn qua thì mình đều để địa chỉ ghim Google Map ở trên phần mô tả nha, cho nên là các bạn có thể vào phần mô tả để xem địa chỉ ha. Đây là khu nhà gỗ Chochesti nổi tiếng ở khu vực Penang. Thì khi bạn bước vào cổng thì các bạn sẽ gặp một ngôi đền đầu tiên. Đây là một cái đền gần với Chochesti nhất. Đền khá là đẹp và khu kiến trúc của ngôi đền thì đậm chất Trung Hoa ha. Đây là Chichesti, là khu nhà gỗ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thì đây cũng là một trong sáu khu nhà gỗ còn lại hiện nay. Tổng cộng có tất cả là 7 khu nhà gỗ. 5 khu nhà gỗ được xây dựng vào năm 1888 và 2 khu nhà gỗ còn lại được xây dựng vào năm 1960. Nhưng có một sự cố là cháy cho nên là đã bị thiêu rụi một khu nhà gỗ rồi, hiện tại chỉ còn 6 khu nhà gỗ thôi. Thì đây là khu Chochesti, khá nổi tiếng đối với khách du lịch. Các bạn có thể đến đây để tham quan. Ở khu vực này thì chắc là hiện tại mình nghĩ là cũng sẽ còn người ở đây nhưng mà không nhiều, tại vì đa số là người ta bảo tồn á. Với lại là họ ở đây họ chỉ bán quà lưu niệm. Với lại mở một khu, mình thấy có vài khu gấp thú này kia, chứ không thấy dân ở và sinh hoạt như bình thường, tức là khu này chỉ để dành cho khách du lịch tham quan thôi. Thì cũng khá là dễ thương với kiến trúc đa số là phần gỗ và cũ kỹ, kết hợp với lại nhiều street art, đó là những cái bức tranh vẽ trên tường á. Có khá nhiều bức tranh cũng nổi tiếng, các bạn cứ đến đây xem thử ha. Đa số là bán đồ lưu niệm, đồ ăn, quần áo. Các bạn mà có đến đây tham quan vào buổi trưa nắng á, thì mình có gợi ý cho các bạn là ở đầu chợ á, sẽ không phải đầu chợ mà là ở đầu khu vực Chochesti này á, có một cái cô bán kem á, các bạn có thể mua kem ăn khá là mát ha. Kem của cô là kem đá và không có quá ngọt đâu, cho nên là ăn rất là mát. Hoặc là có một quán trà sữa, mình thấy là vậy á, tụi mình có uống trà sữa với lại ăn kem thì khá ok. Xong rồi lại hối hận. Cầm chú đi, tao hết tay rồi. Cầm tiền rồi. Nhưng mà cái nước ở dưới đây thôi nha,
Bò gấp hả? Trời ơi, trùm gấp thú. Dạ, quên, trùm gấp thú nhờ bông. À, cũng đúng. Siêu nắng. Đây bức tranh nổi tiếng đây. Đây là khu vực cuối Chelsea, thì mình thấy có một cái ngôi đền ở cuối khu vực Chelsea, hướng ra mặt biển. Chỗ này mình thấy còn có tàu đi nữa, có chở khách đi mà mình không biết là chở khách đi đâu. Chào mọi người, đây là một quán ăn đối diện với Chelsea luôn. Mình thấy đối diện Chelsea còn có một khu food court nữa, nhưng mà tụi mình đã chọn quán này. Mình thấy review khá ổn cho nên tụi mình có vô ăn thử. Đây là phần ăn mà tụi mình kêu, một phần là đồ mặn gồm các món làm từ thịt heo, và một phần còn lại là nấm và một món lô bát là một món thịt heo cuộn ấy, chiên. Nói chung là đồ ăn khá là ngon, hợp vị với tụi mình, và giá cũng rất là ok, rẻ. Món này là có đậu hũ và đậu hũ kỳ, có trứng, nấm kim châm, rồi nấm salad. Có nấm đông cô, rất nhiều nấm, mushroom mè, rất nhiều nấm luôn, đủ loại nấm. Thử cái nước chưa? Ngon á, kiểu nó hầm á. Cái mắm cái này không nè? Cái mắm. Cái mắm. Nó đủ bộ phận của con không nè? Ai thử món này chưa vậy? Chưa. Cái nào phải mực đâu? Phần mực á. Tao cử. Dừng thôi à. Tao cử. Tao phải dừng thôi. Ông hồi nãy bò ăn chắc cái khác á. Nãy bò ăn như mực mực mà. Lô bát. Nó giống như, nhìn giống như kiểu mà dòi. Nhưng mà để ăn thử, chấm với tương ớt nè. Ngon. Nó làm cái kiểu của dòi mà dồn thịt, dồn đồ luôn á. Mà cái này là thịt mỡ trong á. Nhưng mà vị vừa rất là ngon, vừa ăn á.
giòn ở bên ngoài, chiên giòn à. Ngon nha. Giá bình dân nha, ngon nha. Nhấn mạnh là khá là ngon nha. Rất là ngon luôn. Ngon hơn hả? Food court đi vô đây chứ không bằng đâu nha mọi người. Bên đây có food court nè, nhưng các bạn thích thì các bạn cứ vô food court. Mình đánh giá quán này rất là cao. Và đây là khu vực Penang Street Art. Đây là một con phố, không phải một con phố mà là một khu phố gồm nhiều đường nhánh. Thì mình thấy là vậy, và khá là nhiều tranh ảnh nghệ thuật được vẽ ở trên tường ấy. Các bạn có thể tìm hiểu bằng map ở trên các trang web để tìm hiểu là những bức tranh nổi tiếng thì nằm ở khu vực nào để đến check in ha. Giống như ví dụ như ở đây là có một bức tranh một đứa bé chạy xe đạp và một đứa bé ngồi ngoài sao đang khóc á. Đây cũng là một bức tranh khá nổi tiếng. Khu này mình thấy là khá giống với lại Hội An, không phải là giống hoàn toàn, nhưng mà cái kiểu cổ như là Hội An vậy, đi mà làm mình gợi nhớ đến Hội An khá nhiều. Nhưng mà nó sẽ có cái đặc trưng, cái nét riêng, cái màu sắc riêng, không giống được. You like Nutella or white chocolate? Giống Hội An không? Cái này mới là giống Hội An nè. Giống Hội An á. Còn mấy cái đi hay ha, mấy cái nước đi nó không có giống Hội An. Thì cái này là phố được UNESCO công nhận, nó là con đường này nè, nó phải để tới bản từ đầu đó. Phố cổ mà. Sao mà treo chiếc xe đạp lên ghê. Cò đâu? Bà ơi. Selamat datang. Nắng quá nè. Ngầu chưa? Đủ ngầu chưa? Thank you.
Quá trời quá đất. Mẹ có cưng chưa nè? Đây, con mèo nhà em. Có con mèo nhà em. Ở trong đây còn nha mọi người. Tổng cộng là 5 con, ở đây có 4 con nữa. Chỗ mặt bà này phởn dễ sợ luôn. Mặt này dễ thương nè. Con này nhát. Mặt này láo lắm nè. Láo là mỏ máu đó. Đây là con mèo tự kỷ chơi một mình. Hấp súng xíu nữa. Nãy ta để thùng nó đi, người ta nằm cái bụng lên cái thùng luôn là vừa. Cô bé canh bồn nước. Có tiền đi xích lô, không tiền thì đi bộ thôi các bạn nha. Chắc khoảng vài chục đồng cho một 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 vòng á. Và mình thấy cái khu phố cũng không có lớn lắm, thì đi bộ khám phá sẽ vui hơn. Đây, khu vực này khu vực xếp hàng này là có bóng xì. À, cái gì mày thấy người ta ăn cái hũ không? Ừ đó, xếp hàng mua cái hũ đó mà ăn đó. Thế là đang ăn ngon. À, xếp một hàng phải là một chục người, cứ vô lần lượt một chục người. Chendo đứng xếp hàng order. Có bánh lọt, đậu đỏ, có lẽ là nước dừa hay gì đó. Đá bào trong này nè. Đá bào. Thôi ngồi lề đường đi cho nó vui. Nói chung là bữa trưa ăn cái này mát. Nó không có giống cái món Shandong mà mình ăn ở trên Kuala Lumpur đúng không? Khác cũng tương tự mà. Cái cọng nó dài hơn thôi. Khác khác một nó chút. Thơm hơn, nó ngon hơn. Chung là nguyên liệu thì thấy đơn giản. Chè đậu đỏ với lòng.
nước ngon chỗ nào không? Đó là chỗ trưa rất là nắng, rất là nóng. Và một ly đá bào bỏ trong nước như vậy. Siêu mát luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên nhấn theo dõi cũng như like và share để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp các bạn trong tập tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.